Tôi Channel xin kính chào quý anh chị khách hàng. Hiện tại thì Cẩm Tươi và Trường Ái đang đứng tại công viên ánh sáng trong nội khu của Em Ngoan Tân Phú. Công viên được trang trí rất là đẹp và được rất nhiều mọi người đang check in tại đây. Và ngày hôm nay Cẩm Tươi và Trường Ái sẽ giới thiệu thêm một địa điểm vô cùng khác biệt và ấn tượng nữa. Anh Ái biết đó là gì không? Ý em nói đó chính là đại lộ ánh sáng Celadon Boulevard nằm trong khu đô thị Celadon City đúng không em? Dạ đúng rồi anh Ái, đại lộ Celadon City Boulevard đang được lên đèn rất là đẹp và lung linh luôn. Và hôm nay em và anh Ái hãy cùng đi tìm hiểu xem tại sao nơi đây được mệnh danh là khu phố mua sắm sầm uất nhất phía Tây Sài Gòn nha. Đi nào. Đi em. Đại lộ mua sắm Gamoda nằm ở tại trung tâm khu đô thị Celadon City, chạy từ vòng xoay đường N1 xuyên qua trung tâm khu Diamond vào cổng chính khu Emerald. Trong tương lai, đại lộ cùng với Eon Mall Tân Phú và khu làng văn hóa sẽ trở thành tổ hợp giải trí, mua sắm, ăn uống phục vụ cho hơn 25.000 cư dân tại Celadon City và đón tiếp những khách hàng ở khu vực khác lân cận. Hiện tại, Eon Mall Tân Phú được ghi nhận là trung tâm thương mại lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày đón trung bình 30.000 lượt khách, trên dưới 100.000 lượt vào cuối tuần và dịp lễ. Do đó, đại lộ Gamoda sẽ là điểm nhấn mới để thu hút thêm lượng khách hàng tham quan cũng như giảm tải cho Aeon. Đại lộ ánh sáng Celadon Boulevard với chiều dài 500m và độ rộng lên đến 61m được thông hai làn xe, mỗi bên 18m dành cho những người đi bộ mua sắm ăn uống tại những căn shop house. Và địa điểm ấn tượng nhất đó chính là quảng trường Kim Cương với độ cao của thác nước 18m và độ rộng lên đến 32m, có nhạc nước và là một trong những địa điểm check-in cuối tuần nổi tiếng cho mọi gia đình ở đây. Một điều khác mà Trường Ái rất thích tại đây đó chính là không gian xanh len lỏi trong từng ngóc ngách. Ngoài ba hàng cây trưởng thành giữa đại lộ thì những tiểu cảnh xung quanh được len lỏi trên vỉa hè giúp đem lại một bóng mát cho du khách, cảm nhận một cảm giác rất là dễ chịu và yên bình, đặc biệt nữa là sự trong lành tại đây. Lấy cảm hứng từ dãy phố Orchard Road tại Singapore, đại lộ Gamoda sẽ được định hình như một đại lộ mua sắm sầm uất nhất tại khu Tây Sài Gòn. Với tổng 68 căn shop house, duy nhất trên tổng số hơn 6.000 căn hộ, 38 căn shop house tại phân khu Diamond Anata và 30 căn shop house tại Diamond Anata Plus. Shop house tại đây sẽ có thiết kế thông tầng bao gồm một trệt và một lửng, diện tích shop từ 200 đến 700 mét vuông phù hợp với mọi nhu cầu kinh doanh. Mặt tiền kinh doanh sẽ rộng từ 8 đến 17 mét. Chủ nhân có thể sử dụng linh hoạt không gian phía trong và bên ngoài, tận dụng toàn bộ hoặc chia nhỏ để phục vụ cho nhiều nhu cầu. Ngoài ra, dọc đại lộ được bố trí rất nhiều bãi xe và bãi lai cho khách sử dụng shop house, bao gồm cả ô tô và xe máy. Và một điều đặc biệt khác đó là shop house tại đây được sở hữu lâu dài thay vì 50 năm so với các dự án khác trên thị trường. Ngoài vị trí thiết kế thì một trong những yếu tố làm nên giá trị căn shop đó chính là sự vận hành. Vì vậy, chủ đầu tư Gamoda Land cam kết thuê lại từ 3 đến 5 năm, lợi nhuận từ 5 đến 6% cho mỗi căn shop tại đây. Chủ đầu tư sẽ có một đơn vị vận hành cho thuê chuyên nghiệp làm việc với những thương hiệu lớn, đảm bảo sự đồng bộ và mang đến sự trải nghiệm cho khách hàng mua sắm One Stop Shopping tại đây. Hiện tại trên đại lộ, những căn shop house đã đi vào hoạt động như siêu thị Gensai, nhà hàng Việt Nam Katayat và Spa Bell. Các shop house hiện tại đang được chuẩn bị đi vào hoạt động trong cuối năm nay và đầu năm sau. Với shop house tại đại lộ ánh sáng Celadon Boulevard, một trong những biểu tượng mua sắm sầm uất tại phía Tây Sài Gòn. Nếu anh chị quan tâm sản phẩm này, vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới màn hình, nhân viên chúng em sẽ hỗ trợ anh chị.
Và cuối cùng, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi đến hết clip. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để theo dõi những clip mới về Nhà Tôi Channel. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.